Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Hello and welcome everyone to YouTube channel Cuộc Sống Ở Đây. Đây là thành phố Edmonton ở Canada. This is Edmonton, Canada. Đây là trung tâm mua sắm Londonderry Mall. This is Londonderry Mall. Hôm nay ngày 27 tháng 1 năm 2024. Hội chợ Tết Nguyên Đán. Lunar New Year celebrations. Từ 12 đến 4 giờ chiều. From 12 to p.m. Có rất nhiều trò chơi ở đây. Lots of fun activities. Xin quý vị đăng ký để ủng hộ kênh này. Cảm ơn. Please subscribe to support this channel. Thank you. Có nhiều trò chơi cho trẻ em. Lots of fun activities for children. Chơi thảy banh vào ly. Play throwing ball into a cup. Thank you.
quý vị nào muốn bói một quẻ không? Anyone would like a fortune telling. Chơi câu cá. Fishing game. Xếp con vật bằng giấy. Paper animal folding. No, you go feet first, I have to fold. Xin quý vị đăng ký để ủng hộ kênh này, cảm ơn. Please subscribe to support this channel. Thank you. Làm động vật bằng bong bóng. Making balloons animal. What color? Yeah, you're good. Yeah, what color?
in this area. Tập viết chữ Trung Quốc. Practice writing Chinese. So make, you see, make, this is a diamond, right? Yeah. I put the dot close to the center of here, you put exactly the same location. Yes. Good job. And this one towards to the corner of here, right? Phần 1, mời quý vị xem tiếp phần 2 có múa lân. Part 1 ends. Please watch part 2 which has lion's dance. Cảm ơn quý vị đã xem. Thank you for watching.